Thưa quý vị, thưa các bạn, vi phạm hành lang an toàn lưới điện vẫn là vấn đề nhức nhối nhiều năm của ngành điện. Đặc biệt khi hành động này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phóng điện, gây thiệt hại về người và tài sản, kéo theo đó là nguy cơ về gián đoạn cung cấp điện. Việc giảm thiểu tình trạng vi phạm hành lang lưới điện an toàn không chỉ là giải pháp tránh những thiệt hại về người và tài sản, mà còn là một trong những biện pháp làm giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm điện hiệu quả. Dù đã được cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, nhưng hiện vẫn còn tồn tại nhiều gia đình cố tình vi phạm hoặc chấp nhận sống dưới đường điện cao áp. Các tai nạn điện đã xảy ra, đã có rất nhiều cuộc họp bàn về phương án để khắc phục hiện trạng này, thế nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án cuối cho những trường hợp vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện. Mất an toàn lưới điện cao áp vẫn là phổ biến và công tác bảo vệ, ngăn ngừa các sự cố mất điện vẫn đang gặp nhiều bất cập. Đây là trường hợp ông Trần Khắc Mạc tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tháng 6 năm 2016, sau cơn mưa, ông thực hiện kiểm tra thay ngói trên mái nhà, đã không may bị điện giật. Sau gần nửa năm chạy chữa, tính mạng ông có thể giữ lại được, nhưng di chứng sau sự cố điện vẫn để lại. Những cơn đau cứ tái phát liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống của ông và gia đình. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng ở thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, sinh sống tại vị trí đường dây này đến nay đã được hơn 40 năm. Do trần nhà cũ của gia đình bị dột nên khi ông Hồng làm vệ sinh sau cơn mưa, thấy đường điện thấp đã dùng tay kéo lên, bỏng điện, cháy thịt, là những hậu quả đã để lại. Phải mất từ 4 đến 5 tháng sau, sức khỏe và đời sống sinh hoạt của gia đình ông Hồng mới dần ổn định lại. Mong làm sao là cái đường điện này nó ở dưới gầm dân cư chúng tôi ở. Thì dưới gầm dân cư chúng tôi ở thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến, một là về tính mạng của con người ở dưới đường dây điện này. Hai nữa là về cái hạ tầng bây giờ là người ta xây dựng rất nhiều, thế đâm là rất ảnh hưởng đến. Ba nữa là kể cả cái cây cối gia đình người ta ra đây, người ta giống như bản thân nhà tôi đây, thì nó cũng rất sát với cả đường điện ở đây. Theo quy định của luật điện lực, ngành điện quản lý từ công tơ về phía lưới điện, còn trách nhiệm của người dân là từ công tơ đến lưới điện của người dân. Vấn đề tai nạn thường xảy ra ở phía người dân. Ngành điện với tư cách chuyên ngành cũng tư vấn hỗ trợ cho người dân để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, sau tất cả, vấn đề cần được ưu tiên hơn hết đó chính là ý thức của mỗi người dân. Bởi khi mỗi người dân có đầy đủ ý thức, kiến thức và kỹ năng thì mới có thể giảm thiểu được các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện, giảm thiểu các tai nạn không đáng có. Vấn đề vi phạm hành lang lưới điện cao áp là vấn đề là tồn tại được do lịch sử. Vấn đề thứ hai nữa là người dân không nhận thức được mức độ nguy hiểm của vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Chính vì vậy là vẫn có cái hiện tượng là làm nhà công trình kiến trúc dưới nằm trong điểm vi phạm hành lang điện cao áp. Vấn đề thứ hai là tiềm ẩn vẫn được tồn tại là do chính quyền địa phương, các cấp chính quyền địa phương là cấp đất vào cái vi phạm hành lang điện cao áp. Một trong các phương án khả thi khi có các trường hợp sinh sống dưới đường dây điện chính là di rời cột điện và đường dây. Tuy nhiên, việc này lại đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, bởi khi vi phạm hành lang thì kinh phí di chuyển là rất lớn và các hộ vi phạm phải tháo bỏ, dỡ bỏ nhà là thiệt hại lớn về kinh tế cho chính bản thân và gia đình xã hội. Để giải quyết vấn đề này, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-NPC đã phối hợp với các chính quyền địa phương lên phương án đầu tư vốn di chuyển hành lang, và quan điểm của ngành điện là ngành điện phối hợp với nhân dân để cùng di chuyển. Theo quy định của pháp luật, nói cụ thể là luật điện lực, thì ngành điện chỉ quản lý đến công tơ mua bán điện. Như vậy là ranh giới quản lý từ công tơ trở lên lưới điện. Thế còn từ sau công tơ về nhà thì người dân tự đầu tư. Tuy nhiên đầu tư phải theo cái quy chuẩn và tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Tuy nhiên hiện nay thì do cái điều kiện kinh tế khó khăn cho nên là nhiều hộ dân là cũng chưa thực hiện theo đúng các quy định, mà mua có thể các cái dây dẫn nó chưa đảm bảo tiêu chuẩn, quá trình vận hành nó xuống cấp và cũng không kịp thời thay thế. Đặc biệt là chưa có cái chuyên môn nghiệp vụ để kiểm tra thường xuyên để khắc phục các cái tồn tại xung yếu của cái đoạn đường dây mình quản lý, dẫn đến thường xảy ra mất an toàn ở cái khu vực này. Thì cái việc này thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền. Tôi cũng rất là mong muốn đối với các cấp chính quyền địa phương, kể cả là các cái tổ chức hội cũng nên và tăng cường và có trách nhiệm hơn nữa với cộng đồng xã hội. Tôi nghĩ rằng là sẽ một từng bước sẽ đẩy lùi được cái việc mà tai nạn trong dân cũng như là cái nguy cơ mất an toàn trong dân nhiều hơn. Thực trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp hiện vẫn đang nhức nhối, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống điện. Theo ngành điện, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tồn tại các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp là tình trạng xây dựng, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa công trình, nhà ở, lắp đặt biển quảng cáo tại các thành phố.
thị xã và khu dân cư rất phức tạp. Tính đến đầu tháng 6 năm nay, cả nước còn tồn tại hơn 1.000 vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp chưa được giải quyết. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu trong năm 2020 giảm 30% số vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp so với năm 2019, không để phát sinh các vụ mới, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị để ngăn ngừa tình trạng tái diễn vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.